chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Mẹ con Trích với dì Thu vừa mới đưa Suka đến trường làm thủ tục nhập học và bây giờ Ca vào lớp học. Thì mẹ em với dì Thu chuẩn bị lại lượn lờ xuống Surfer Paradise, ăn uống, đi chơi, đi mua sắm ở dưới đấy. Đi nhá. Đi bộ qua cái đường này, nhìn thấy cái tường đẹp quá, thế là rẽ vào đây lượn lờ một tí. Con nhìn được, con nhìn trên đường. Rồi look. Nhưng mà đường này là đường trong ngõ để người ta hút thuốc, người ta vào đây người ta đứng hút thuốc đấy. Con nhìn. Mami bé, cứ mami bé đấy. Ôi giời ơi. Cái gì? Car coming. Car coming. Bây giờ đi lên lấy xe. And down. Ok, and down. Đấy, đi. Cầm tay dì Thu. Take dì Thu hand. Không à, thế đi. Mami hand đưa tay đưa cho mẹ. Yeah. Bike. Ui. Cứ thấy nắp cống là thích là nhảy lên. Anh sói trước đây cũng thế. Đi ra đường nhìn thấy nắp cống là phải dừng lại, phải làm một điệu. Wow. Ok, let's go. Bất ngờ quá. Nhanh con. Nhanh. Chợ chứ. Để mẹ em để ý xem cái chỗ đỗ xe ở đây như thế nào nào. Để mình đến đây mình còn gửi xe ở đây luôn. Đỗ xe trên đường. Đi con ơi. Đi nhá. Đi chưa? Đi chơi. Mẹ ơi. Zoe mẹ ơi. Đang mải ăn. Hỏi. Cháu đang mải ăn. Đi nhá. Dạ. Đúng rồi. Đi thôi. Nóng quá. Sáng sớm dậy thì lạnh nhỉ. Sáng sớm dậy thì lạnh như thế. Trời lạnh vẫn có người xuống đây lướt sóng luôn nhỉ. Biển xanh chưa? Woohoo. Nóng chết quá. Em chị đang không phát hiện ra là gì đang đẩy chứ không phải mẹ. Không phát hiện ra. Trời trong xanh. Hôm qua thì âm u. Hôm qua cũng không âm u. Hôm qua cũng nắng ráo nhưng mà có mây. Hôm nay không có một tí mây nào cả. Đây này Thu nhìn này. Cái hoa này là cái hoa như là chị trồng ở đằng sau vườn nhà chị á. Nhưng sau vườn nhà chị là giống nhỏ. To. Còn cái này là loại to. Đẹp nhờ. Lá nó mọng á. Nhờ. To nhờ. Dài bông dài to. Con đậy cái này đi không nắng này. Nắng đấy. Thế đi. Giờ này đi xuống dưới biển này chơi là chẳng có ai. Giờ này người ta mới bắt đầu ngủ dậy. Thôi mình đi cũng đỡ đông. Tìm được chỗ đậu xe gần. Thấy không, trời không một gợn mây. Cháu đang núp. Dì Thu thích đẩy xe, cho dì đẩy xe. Cho gì đẩy xe đập tập thể dục. Xuống dưới này xem cái khu A Street đã có thêm nhiều các cái nhà hàng khác chưa. Nó như là trên Garden City mà hôm vừa rồi mình ăn á. Ăn cho đã luôn. Hôm trước mình đi là Garden City. Thank you.
buôn dưa lê với dì Thu. Nói tiếng Việt với dì. Cái gì đấy? Ai đấy? Đúng rồi. Rồi hè, tóc rồi á gì ạ? Thế không thơm gì Thu à? Thơm gì Thu? Thơm, thơm. Đúng rồi, ngay. Hai mẹ con dì cháu đi vào trong Khúc Ngon mua được một loạt đồ cho trẻ con. Bây giờ về đến nhà chắc là ngồi nghỉ được một xíu xíu. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ Thu nhỉ? 1:30 rồi, 2 giờ 30 phút. 2 giờ lại bắt đầu đi đón sói. Đi đón sói xong là lại đi thẳng xuống dưới trường của Suka để đón ca này. Và vòng về nếu như mà tầm 4 giờ 15, 4 rưỡi thì lại đi thẳng đến chỗ học nhảy của em sói. Đợi đến giờ em sói học nhảy. Em sói học nhảy là 5 giờ chiều mà. Dâu tây rất to. Dâu tây rất to. Rất chín. Đấy. Đấy. To chưa? Còn đây, đồ hôm nay mẹ em mua được thì mua cho sói thêm hai cái áo nỉ nữa. Một cái màu này. Một cái màu kem. Hai cái này khác cỡ nhưng mà đo vào lại bằng nhau. Vì là mình cầm cái này số 5 thì thấy nó rộng quá ấy. Cầm số 4 đo với số 5 của cái áo này, cái cỡ bằng nhau, chắc là người ta gắn nhầm số, gắn nhầm cỡ. Thì là của anh sói. Sói thêm một bộ đồ ngủ. Con ơi, lúc ở trong cửa hàng mẹ em cũng vlog rồi đấy. Bộ đồ ngủ dài tay. Em chích cũng thêm một bộ đồ ngủ. Đấy. Thế thôi. Con nhanh lên, dì Thu với anh sói chạy trước rồi kia kìa. Dì Thu với anh sói sắp ra đến xe rồi. Nhanh nhanh nhanh. Gọi đi dì Thu. Dì Thu kìa, dì Thu với anh sói. Nhanh nhanh nhanh. Gọi Raffi ơi. Sói đang ở chỗ học nhảy, em đang đợi giờ. Hi Zachary. Nào ăn tối nào, trẻ con ăn tối xong hết rồi. Ba sói Trích nấu macaroni and cheese cho trẻ con, còn người lớn thì ăn sườn, ăn rau broccoli ni sao. Con muốn một cái đĩa, một cái dĩa, một cái dao à? Để làm gì? Để làm gì? Đồ hôm qua mua ở Costco đây, cực kỳ ngon. Khô đá đi. Khô đá đi. Gọi ba. Dad. Thế nào? Con ăn rau xào nhá. Rau xào nhá. Này. Ăn rau xào chứ. Rau xào ngon mà. Mẹ em có chín chu. Có cái sốt này nữa. Còn sốt Sweet Baby Jay thì hết mất rồi. Ba em nói là ba em không ăn vì ba em ăn pasta với trẻ con rồi. Thế con ngồi xuống đã. Thế ngồi xuống đã. Chị ca đâu? Dì Thu chị ca đâu? Mẹ em bỏ bớt một cái đĩa đi. Ba em không ăn. Hả? Thế nói thế nào?
No, manner word. Nói từ gì? Manner word. Please. Ok, nào mẹ để cái cốc cho nhá. Ngon không con? Nhâm nhầm. Mm, more, ok. Okay. More? Con nói thế nào? Nhâm nhầm. Em chỉ ăn hoa. Chỉ ăn hoa là finish. All done. All done. Một miếng nữa thôi nhá. Một cây nữa thôi nhá. Năm. Last one. Last one. Last one, what do you say? Thế nói thế nào? Zoe, what do you say? Thank you, mommy. Thank you, mommy. Đấy là gì thu mà. Đúng rồi, thank you, gì thu. Ngon không? Ôi trời, đưa đây cho mẹ. Yeah. Đúng rồi, mẹ ăn của con nhá. Hai mò à? Một miếng cuối cùng nhá. Một miếng cuối cùng. Sit properly, Zoe. Con ngồi xuống đàng hoàng. Thế. Dì ăn đi. Đấy, dì ăn đi, chỉ dì ăn đi, dì tập trung ăn đi. Mẹ em vừa mới ăn tối xong, no quá. Có mỗi mình với lại dì Thu của sói chích ăn thôi. Ba sói chích không ăn, thành ra là hơi nhiều một chút. Hôm nay có lẽ là ngày mà mọi người ít nhìn thấy sói nhất. Và cũng là ngày mẹ em phải chạy xe đi chạy xe lại nhiều nhất từ trước đến giờ. Teddy bear, teddy bear. Em sói sáng ba đưa đi học, chiều mẹ em đón về. Em đi lớp học nhảy thì ở trong lớp mẹ em cũng không được vào, thành ra là ít nhìn thấy em. Bây giờ mẹ em đi tẩy trang. Mai em chích buổi sáng có lớp học bơi lúc 11 giờ. Ngày mai mẹ em cũng nhiều việc lắm. Đưa sói đi học, đưa ca đi học, về đưa chích đi tập bơi. Tối hôm qua 12 rưỡi đêm mẹ em mới đi ngủ cơ. Hôm nay hy vọng là được đi ngủ sớm hơn một xíu xíu. Và hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye. Boom.